Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 là hung hay cát, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đốn nhiều vận may tới với mình. Hôm nay, mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý cô bác tuổi Quý Mão trong chuyên mục Tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình và tuổi quý mão sinh năm 1963 được các nhà chim tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 tới đây sẽ vượt khóa vươn lên chuyện hung hóa cát mà nắm vận may những người tuổi quý mão sinh năm 1963 Hiểu duyên xem được video này nên biết tận dụng thời cơ để giải hung hóa cát chuyện mình giàu có giúp cho cuộc đời của mình trở nên giàu có từ đây vậy cụ thể vận trình ra làm sao xin mời quý cô bác tuổi quý mão cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé tổng quan tuổi quý mão sinh năm 1963 Người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 là tuổi con mèo thuộc mệnh Kim, Kim Bạch Kim, nghĩa là vàng trang sức. Người tuổi Quý Mão có số phú quý, học hành thành đạt, thông minh khéo léo, cử chỉ, lời nói mềm mỏng, dịu dàng, xử lý không ngoan, nếu sinh vào giờ tốt. Những người tuổi Quý Mão sống rất ngay thẳng, thật thà tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Bởi vậy trong cuộc sống họ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, dù có lâm vào hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Tuổi Mão mệnh Kim là những người giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, họ thể hiện tình cảm của mình một cách âm thầm, lặng lẽ. Trong công việc, tuổi Quý Mão luôn cố gắng, phấn đấu và tập trung cao độ vào mục tiêu kế hoạch của mình. Họ có khả năng xử lý trong những tình huống đòi hỏi sự nhanh nhẹn, chính xác. Tuổi Quý Mão nam mệnh có sự phát triển về cơ nghiệp được nhanh chóng, cuộc sống vào thời kỳ trung vận thì được nhiều điều tốt đẹp, vào thời kỳ hậu vận thì cuộc sống đầy đủ và an nhàn sung sướng. Tuổi Quý Mão nữ mệnh có cuộc đời tốt đẹp, vấn đề về tình duyên, tài lộc, công danh và sự nghiệp đều tốt đẹp và có nhiều cơ hội để phát triển về nghề nghiệp. Thời kỳ tiền vận, trung vận và hậu vận đều có cuộc sống sung sướng, không có cực khổ lo lắng. Phần gia đạo có nhiều điều tốt đẹp, phần công danh được lên cao nhanh chóng và có nhiều điều tốt đẹp vào thời gian tiền vận và trung vận. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý cô bác cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình sự nghiệp của người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, đang có điểm báo tiến triển không mấy thuận lợi. Nhưng, cũng không phải chỉ toàn là rắc rối, bên cạnh hung tinh ám hại, bạn vẫn được không ít cắt tinh chiếu mệnh, vì thế nếu biết nắm bắt thời cơ, bạn ắt sẽ có cách vượt lên, trên mọi hoàn cảnh. Dưới tác động của cục diện ngủ hành, mão thìn tương hại, người tuổi quý mão dường như đang bị cô lập với mọi người xung quanh, dù trong công việc lớn nhỏ, bạn cũng ít được người khác giúp đỡ. Và để cải biến vận mệnh của mình, truyền hung hóa cắt khẳng định bản thân, lúc này người tuổi quý mão cần nên nhắc nhở bản thân mình cố gắng, quyết tâm, tìm thêm nguồn cảm hứng cho công việc, bạn không cần phải phụ thuộc vào sự thúc đẩy của bất cứ ai trên thực tế chỉ cần bạn thực sự tập trung cố gắng lập kế hoạch cụ thể cho mọi công việc thì ắt sẽ tìm ra cách giải quyết những khó khăn ngoài ra bạn cũng hãy luôn cẩn thận với những kẻ tiếp cận mình có ý đồ không lành mạnh trong tháng này nếu có ai khuyên bạn làm việc gì bạn cần phải kiểm chứng thông tin cho kỹ càng chớ vội vàng tin ngay mà sập bẫy kẻ tiểu nhân nếu có ai có ý định làm thân hoặc ra điều muốn giúp đỡ bạn bạn cũng cần hết sức cẩn trọng đó có thể là kẻ muốn cướp công lao của bạn để kiếm lợi cho bản thân người tuổi quý mão trong tháng này nếu chịu khó cố gắng tập trung thì vận trình sự nghiệp của bạn sẽ dần cải thiện sự nâng đỡ của nguyện lệnh lâm đế vượng sẽ thúc đẩy giúp cho bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao chính là cách đơn giản và trực tiếp nhất để khẳng định giá trị bản thân bởi hẳn chẳng ai có thể phủ nhận được những thành tích bạn gặt hái được cấp trên cũng sẽ có cái nhìn khác về bạn tin tưởng bạn hơn và giao cho bạn những nhiệm vụ trọng đại điều này sẽ giúp khai mở thêm cánh cửa cho con đường tiến tới thành công của bạn về mặt tài vận Bước sang tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão, dường như các kế hoạch kiếm tiền của người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, phát triển không mấy suôn sẻ. Chủ yếu do bản mệnh phải chịu tác động của cục diện ngủ hành, Mão Thìn tương hại làm cho nhiều vấn đề xảy ra liên tiếp, khiến bạn mất thời gian công sức để giải quyết và thậm chí là phải bỏ cả tiền bạc ra để giải quyết. Tuy nhiên, trong tháng 3 này, nếu có sự cố gì xảy ra thì người tuổi Quý Mão nên chủ động giải quyết công việc ngay lập tức, chớ nên để lâu mà mọi chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp, vỡ lở khắc phục càng khó khăn và tốn kém. Thời điểm này, người tuổi Quý Mão nên tiếp tục với các công việc trên nền móng cũ, các dự án đã quen thuộc, đừng vội vàng theo đuổi các dự án mới hoặc mở rộng thêm phạm vi kinh doanh, bởi bạn khó có thể lường trước hết được những khó khăn mà mình phải đối mặt. Thêm nữa, vận quý nhân của bạn trong tháng này là rất ít, thậm chí không có người thân quen giúp đỡ, nên việc gì cũng phải tự thân vận động, tự giải quyết một mình. Nếu quá nóng vội trong làm ăn, làm giàu, máu liều nhiều hơn máu não, thì bạn sẽ tự tạo thêm nhiều áp lực cho mình, mà kết quả chưa chắc đã được như mong đợi. Tử vi tháng 3 âm lịch, năm 2023 lời khuyên của chúng tôi cho các bạn tuổi quý mão là hạn chế hợp tác với anh chị em hoặc những người thân thiết kẻo rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng hao tiền tốn của gây xích mích bất hòa đánh mất cả các mối quan hệ đồng thời người tuổi quý mão trong tháng này cũng chớ vội tin theo lời rủ dê của những người thân bạn bè mà xuất tiền đầu tư hay là cho vay mượn về tiền bạc sẽ khó hoặc không đòi lại được cũng may trong tháng có đế vượng trợ mệnh, nên vận trình tài lộc của người tuổi quý mão không quá tăm tối, vẫn sẽ xuất hiện những tia hy vọng, cũng có những dấu hiệu, những cơ hội để cho bạn kiếm tiền, nếu bạn biết nắm bắt được, bạn có thể giúp bản thân vượt qua khỏi khó khăn ở hiện tại. Bạn nên mạnh dạn tiến hành, sau khi cân nhắc kỹ càng, chớ nên trần trừ do dự để lỡ thời cơ thích hợp nhất nhé. Về mặt tình cảm, truyền tình cảm của người tuổi quý mão, sinh năm 1963, trong tháng 3 âm lịch này, có tốt, có xấu, điều này phụ thuộc khá nhiều vào cách bạn nhìn nhận và đánh giá vấn đề, và đưa ra quyết định. Dưới tác động tích cực của các cát tinh, như, đế vượng, thái dương và thiên diêu, người độc thân có cơ hội được đón một khoảng thời gian đào hoa ngập lối, bạn không chỉ được giới thiệu mà còn tự gặp được những đối tượng khá triển vọng. Chỉ cần bạn cởi mở, trò chuyện với mọi người thì xung quanh, thì chẳng bao giờ thiếu người đưa kẻ đón tuy nhiên dù đào hoa thế nào đi nữa bạn cũng cần tự nhắc nhở bản thân mình phải nghiêm túc chớ nghĩ đến chuyện vui chơi qua đường chỉ khi bạn chân thành và nghiêm túc thì mới gặp được những đối tượng cũng nghiêm túc với mình mối quan hệ của đôi bên cũng mới phát triển lâu dài và bền vững được có thể thấy rằng, việc đào hoa quá vượng, không phải là chuyện tốt lành gì đối với các cặp đôi, nếu đã tìm được nửa kia, cũng như đã lập gia đình, thì người tuổi quý mão cần luôn ghi nhớ trách nhiệm của bản thân, để giữ quan hệ đúng mực với mọi người xung quanh, đừng buông bản thân, để làm những hành động phản bội, gây tổn thương cho những người thân yêu, ruột thịt của mình. Dưới tác động của cục diện ngủ hành tương hại, cũng sẽ đẩy một số cặp vợ chồng có thể rơi vào cảnh đồng sàng dị mộng, đó là hậu quả của việc đôi bên ai làm việc của người ấy, không quan tâm và chia sẻ suy nghĩ với nhau. Nếu muốn cứu vớt tình trạng này, đôi bên cần phải tích cực trò chuyện một cách chân thành hơn, không nên che giấu bất cứ điều gì. Về mặt sức khỏe, bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Quý Mão 1963 có sức khỏe khá tốt. Tháng này dù nhiều vấn đề xảy ra, khiến bạn phải loay hoay tìm cách giải quyết, bạn hãy luôn nhắc nhở bản thân mình giữ những suy nghĩ lạc quan, không nên than thân trách phận khiến tinh thần thêm phần căng thẳng mà lại không đem tới bất kỳ tác dụng thực tế nào mặc dù trong tháng có những rắc rối không thể kết thúc trong ngày một ngày hai, vì thế dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, ăn uống điều độ, chớ thức khuya dậy sớm. Nên dành thời gian để thư giãn vào vận động phù hợp. Bên cạnh đó tháng 3 âm lịch, thời tiết có nhiều thay đổi, lúc nắng lúc mưa, khiến cho con người ta cảm thấy mệt mỏi và cũng thường mắc phải các bệnh cảm cúng, lây nhiễm, vì vậy người tuổi quý mão cần phải biết cách giữ gìn, bảo vệ bản thân mình, để có được sức khỏe tốt và tinh thần sung mãn thì mới có thể thực hiện được mọi công việc. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 kê giường ngủ hướng nào tốt nhất? Dưới đây là 4 hướng hợp phong thủy cho tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 khi kê giường ngủ cụ thể như sau. Hướng Nam, Diên Niên, đây là hướng đặt giường ngủ hợp phong thủy nhất. Kê giường ngủ theo hướng này gia chủ sẽ nhận được tài lộc, điều may trong cuộc sống. Gia đình luôn sống hòa hợp, yên vui và yêu thương nhau hướng đông nam sinh khí đặt giường ngủ theo hướng này sẽ giúp cho gia chủ luôn gặp điều tốt lành cuộc sống thuận lợi giàu sang công việc gặp nhiều may mắn phát tài phát lộc giàu sang phú quý hướng đông thiên y hướng này được trời phù hộ và che chở khi kê giường ngủ theo hướng thiên y gia chủ và gia đình gặp nhiều xuân sẻ trong cuộc sống và công việc được trời che chở ban phước con cháu thông minh ngoan ngoãn hướng bắc phục vị nếu gia chủ kê giường ngủ theo hướng phục vị thì gia đình luôn được bảo vệ tránh khỏi tai ương điều xấu trong cuộc sống được nhiều quý nhân phù hộ, giúp đỡ vượt qua mọi khó khăn. Hướng giường ngủ tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 cần tránh. Trong phong thủy, ứng với mỗi tuổi sẽ có những hướng xấu mà gia chủ cần tránh khi đặt giường ngủ. Dưới đây là 4 hướng xấu không hợp phong thủy mà gia chủ tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 cần tránh. Hướng Tây Nam, tiền mệnh, gia chủ nên tránh hướng này để kê giường bởi vì đây là hướng xấu nhất nếu kê giường ngủ theo hướng này gia chủ sẽ gặp nhiều điều xui xẻo thường xuyên bị bệnh tật sức khỏe bị ảnh hưởng xấu làm ăn gặp nhiều tai họa không phát triển thăng tiến hướng đông bắc ngũ quỷ hay là gặp tai họa khi gia chủ đặt giường theo hướng này thì cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn công việc bấp bênh hay bị sa thải cuộc sống gặp nhiều chuyện thị phi không hay hướng tây họa hại kê giường ngủ theo hướng này sẽ mang lại nhiều điều xui xẻo thị phi công việc làm ăn gặp nhiều trắc trở thất bát thua lỗ hướng tây bắc lục sát trong phong thủy lục sát thuộc sao lộc tồn nên đây là một hướng xấu. Nếu kê giường theo hướng này thì sẽ có ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ của gia chủ trong gia đình và công việc. Các mối quan hệ trở nên bất hòa, xảy ra nhiều mâu thuẫn. Trên đây là những thông tin về hướng khi kê giường ngủ tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Hy vọng với những chia sẻ trên, các bạn có thể lựa chọn cho mình một hướng tốt để đặt giường ngủ. Chúc các bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều may lành tốt đẹp. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963 hợp với những tuổi nào? Khi kết thân trong một mối quan hệ nào đó, nếu hợp tuổi nhau, mối quan hệ đó sẽ rất thân thiết và khăng khít bền chặt. Tuy nhiên, nếu khác tuổi nhau thì các mối quan hệ đó sẽ gặp nhiều trắc trở, cãi vã và tai ương. Vì vậy, dưới đây là những thông tin về tuổi Quý Mão 1963 hợp với tuổi nào dành cho cả nam mạng và nữ mạng. Nam mạng. Trong làm ăn Quý Mão đồng tuổi Ất Tỵ và Kỷ Dậu lựa chọn vợ chồng quý mão đồng tuổi ất tỵ đinh mùi kỷ dậu tân hợi tân sửu tuổi kỵ nhâm tý và canh tý nữ mạng trong làm ăn quý mão đồng tuổi ất tỵ đinh mùi lựa chọn vợ chồng quý mão đồng tuổi ất tỵ đinh mùi kỷ dậu tân hợi và tân sửu tuổi kỵ nhâm tý và canh tý những lưu ý khi kê giường ngủ hợp phong thủy khi kê giường ngủ lựa chọn được hướng hợp phong thủy là điều rất quan trọng ngoài ra các bạn cần chú ý đến những điều sau khi đặt giường ngủ để đảm bảo cho hài hòa và tốt nhất cụ thể như sau không được kê đầu giường đối diện với cửa phòng ngủ tránh kê giường ngủ với cửa phòng thành một đường thẳng hãy xê dịch hoặc xoay giường ngủ để đảm bảo yếu tố trên không được kê giường ngủ dưới chân cầu thang điều này không chỉ không hợp phong thủy mà còn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ như mất ngủ bất an không để gương chiếu thẳng vào đầu giường vì nếu để gương chiếu thẳng vào đầu giường sẽ gây mất ngủ nghiêm trọng, tinh thần không được thoải mái, minh mẫn. Không được kê giường ngủ cạnh nhà vệ sinh vì nó sẽ không sạch sẽ. Vâng, quý cô bác kính mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 minh đường tử vi rất mong rằng quý cô bác tuổi quý mão sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình cho xã hội minh đường tử vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo